Chào mừng các bạn đã quay trở lại với blog của Nga. Dạo này thì Nga có suy nghĩ rất là nhiều về những cái chủ đề mà mình sẽ làm trên kênh YouTube của Nga để mà kiểu nó phát triển hơn nữa. Nhưng mà thực sự thì dạo này Nga bị ý tưởng, kiểu không có nghĩ ra được cái gì để nói hoặc là làm ấy. Vì bây giờ mọi người cũng biết đó, bây giờ Pháp thì Corona đã khắp mọi nơi rồi, cho nên là sợ ra ngoài đường lắm. Mặc dù Nga có rất là nhiều ý tưởng để làm, nhưng mà những cái ý tưởng đó toàn là phải ra ngoài đường không à. Có một bạn follower nhắn tin vào Instagram của Nga để hỏi là: "Cô chị ơi, chị ở Pháp mà chị không nói tiếng Pháp thì làm sao mà chị sống được ở đây vậy?" Xong tự nhiên Nga nghĩ là đúng rồi, đây cũng là một chủ đề khá là hay. Bởi vậy hôm nay Nga sẽ ngồi xuống để nói về cái việc là tại sao Nga lại chọn Pháp để du học, trong khi chả có một tí kiến thức gì về tiếng Pháp hay là đất nước Pháp cả. Vậy thì hôm nay tụi mình sẽ nói về hai chuyện: một, lý do tại sao Nga chọn Pháp để đi du học; hai, làm sao để sống sót tại Pháp khi không biết nói tiếng Pháp. Đầu tiên, lý do tại sao Nga chọn Pháp để đi du học, đây cũng là một câu chuyện khá là dài và kiểu giống như là duyên số vậy đó. Bạn bè và gia đình Nga thì ai cũng biết là Nga đã có ý định đi du học từ rất rất lâu rồi, từ khi mà còn bé xíu là đã kiểu ước mơ để được đi du học, để được sống ở nước ngoài. Thì từ bé đến lớn Nga luôn có một cái tâm lý là mình sẽ đi du học, mình không cần biết là mình đi nước nào, mình không cần biết là mình sẽ học cái ngành gì, nhưng mình sẽ đi du học. Và thực ra thì hồi nhỏ Nga cũng có một khoảng thời gian nuôi giấc mơ Mỹ. Nhưng khi lớn lên, học đại học xong và bắt đầu hình thành cái nhận thức về nghề nghiệp, về những gì mà mình muốn làm ấy, thì Nga bắt đầu tìm hiểu về ngành supply chain management, tiếng Việt là quản trị chuỗi cung ứng ấy. Thời còn học đại học thì Nga có đi học thêm về mảng logistics ở Viện Logistics Việt Nam, bây giờ thì chuyển tên thành VLAS, Vietnamese Logistics and Aviation School. Và càng học sâu về logistics thì Nga lại càng thích những cái thứ liên quan tới logistics. Và về sau thì Nga quyết định là sau khi tốt nghiệp đại học thì Nga sẽ đi du học bậc thạc sĩ về ngành supply chain management. Bởi vì logistics giống như là một cái bước đệm để cho Nga bước lên một cái tầm cao mới, một cái gì đó nó rộng hơn. Và khi bắt đầu tìm hiểu về chuyện du học trong ngành supply chain management thì Nga nhận ra là ngoài MIT của Mỹ, đó là một cái trường kiểu giỏi về technology nói chung và có cả supply chain nữa, ở châu Âu có rất là nhiều trường có những cái ranking rất là cao về bậc thạc sĩ của ngành supply chain management, thì Nga đã chấm được một trường, và trường này kiểu khá là nổi tiếng và cái gọi là cái admission đó, cái mà điều kiện để nhận học sinh vào cũng khá là cao. Và suốt một cái khoảng thời đại học thì lúc nào Nga cũng phấn đấu hết sức để có thể nộp đơn vào cái trường đó về sau. Nhưng mà khi đến năm tư kiểu bắt đầu hiểu bản thân mình và hiểu những gì mình muốn, hiểu những gì mà mình thực sự thích trong cái chuyện học tập á, thì Nga phát hiện ra là cái chương trình học của trường đó quá academic và cũng có thể nói là nó quá sức với lại cái gọi là cái khả năng học tập của Nga. Cho nên là Nga đã khá là phân vân khi mà bắt đầu nộp đơn đi du học. Và lúc đó thì Nga đã tìm hiểu rất nhiều về những cái ranking, những cái xếp hạng uy tín của thế giới về những cái chương trình bậc master ở các nước lân cận, ví dụ như là Pháp, Bỉ, Đức. Thì Nga đã phát hiện ra khoảng 4-5 trường khác với ranking và review khá là tốt từ các cựu học sinh của các trường này. Và sau khi đọc kỹ mô tả về chương trình dạy của trường Catch Business School tại Pháp thì Nga quyết định Nga sẽ apply vào trường này. Thực ra ngoài Catch thì Nga cũng có apply thêm một trường khác ở Hà Lan và cũng được nhận. Tuy nhiên khi mà so sánh giữa hai cái chương trình học thì Nga quyết định Nga sẽ đi theo Catch vì Nga cảm giác là mình thích cái chương trình mà Catch đặt ra hơn và cũng có một cái cảm giác là nó practical, nó thực tế hơn chứ nó không có quá academic như các trường ở bên Hà Lan. Thực ra thì Nga không phải là một người thích nghiên cứu hay là đọc sách và khả năng học tập, style học tập của Nga cũng không phải là kiểu nghiên cứu ấy. Nên Nga rất là thích những cái gì mà nó thực tế hơn và mình có cơ hội để tiếp xúc trực tiếp với những giáo viên, với những giảng viên mà họ chính là những cái manager trong những cái công ty, những tập đoàn rất là lớn của thế giới. Và xuyên suốt chương trình học thì có những cái project mà mình phải làm á, kiểu nó rất là thực tế. Mình sẽ được làm group work và nghiên cứu một cái vấn đề nào đó của một công ty nào đó để đưa ra giải pháp, gợi ý cho họ, kiểu vậy, cảm thấy hay á. Cho nên là Nga đã chọn trường Catch tại Pháp. Ờ, các bạn thấy đó, Nga giống như là kiểu một đứa ngoại bang á, tự nhiên đâm vô trong Pháp này, chứ thực sự là không có nghiên cứu gì về Pháp từ trước và cũng không có biết tiếng Pháp, không học tiếng Pháp, không có một cái gì Pháp cả. Tất cả mọi thứ đều hoàn toàn mới và không có một cái sự chuẩn bị kỹ càng gì cả. Phần thứ hai, nói về chuyện không có tiếng Pháp nhưng mà sống tại Pháp thì có khó khăn hay không, thì thú thật là có.
Tất nhiên là phải có chứ, tại vì mình đâu có biết tiếng của người ta đâu. Thì có những cái thứ đặc biệt, ví dụ như là việc làm giấy tờ thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Ngoài ra về cái chuyện giao tiếp cũng khá là khó khăn nữa. Nga nghĩ đó là hai cái thử thách lớn nhất khi mà Nga qua Pháp để học với một cái tình trạng như thế này, không biết tiếng Pháp. Còn về kiểu khác biệt văn hóa, thời tiết này, đồ ăn này nọ, thì Nga nghĩ là các bạn có đi du học ở đâu thì cũng phải adapt theo, phải điều chỉnh theo thôi, chứ đâu riêng gì đất nước Pháp đâu, đúng không? Ví dụ như qua Hà Lan thì Nga cũng sẽ phải quan sát cập tành hành xử giống như người bản địa kiểu vậy. Để kể rõ hơn cho các bạn nghe là Nga đã gặp những cái khó khăn gì nha. Đầu tiên á, khi mà được trường nhận vào á, thì Nga bắt đầu phải làm một đống giấy tờ. Và giấy tờ ở bên đây là những cái hợp đồng này nọ thì hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Nói chung là khi mà nhận được cái đống giấy tờ đó thì Nga cũng vẫn chưa kiểu sợ hãi gì đâu, kiểu điếc không sợ súng á. Kiểu ok, bây giờ mình sẽ sử dụng Google, mình sẽ dịch hết tất cả cái giấy tờ này ra, mình sẽ hiểu được nó thôi mà. Và đúng thật là Nga cũng làm được tất cả mọi thứ với Google dịch. Sau khi đó tất cả cái giấy tờ của trường và tất cả cái giấy tờ visa thì Nga gặp một cái khó khăn mới, đó chính là chuyện tìm nhà. Lúc đó thì tại vì Nga không có quen một ai mà đã đi du học Pháp từ trước nè, rồi cũng không có follow các hội du học sinh Pháp nè, hội du học sinh châu Âu này nọ, cho nên không có một cái thông tin gì cả. Cái chuyện tìm nhà là cái chuyện mà Nga lo lắng nhất luôn á. Nga cũng cố gắng tìm hiểu rất là nhiều, lên Google search xem là sinh viên tìm nhà tại Pháp thì như thế nào, bla bla bla. Thì Nga đã phát hiện ra là có một cái hệ thống nhà dành cho sinh viên tên là Cruise. Muốn đăng ký nó thì rất là khó. Thì Nga nghĩ là khó mấy thì khó, mình vẫn phải thử đăng ký, được thì được, không được thì thôi. Đăng ký ở trên cái trang web MyService của không biết của gì á, nhưng mà nói chung là muốn đăng ký Cruise thì các bạn phải lên đó tạo một cái tài khoản, tải các giấy tờ, xong rồi điền các giấy tờ bằng tiếng Pháp tất cả, điền xong rồi gửi qua bưu điện tới cái trụ sở của Cruise này để họ xem xét. Họ sẽ xem xét khoảng 2-3 tháng này nọ thì họ sẽ quyết định là mình có được nhận nhà hỗ trợ của Cruise hay không. Và Nga biết được là cái chuyện mà xin nhà Cruise ở đây á rất là cạnh tranh, vì Cruise chỉ ưu tiên những bạn mà có học bổng nè, bậc học cao nè. Ok, bậc học thạc sĩ của Nga thì cũng đã được ưu tiên phần nào rồi, nhưng mà Nga không có một tí học bổng nào cả. Mình cảm thấy rất là lo lắng về chuyện đó. Chính vì vậy cho nên là đã chuẩn bị rất là sớm. Tháng 7 họ mới xét, mà tháng 4 Nga đã gửi hết tất cả các giấy tờ qua bên đó rồi và cầu nguyện. Nhưng thật là không may mắn, Nga không được chọn mọi người ạ. Vào đầu tháng 7 họ đã gửi cho Nga một cái email cơ. Chúng tôi không thể cho bạn nhà trong Cruise được. Trời ơi, lúc đó Nga kiểu buồn khủng khiếp luôn á. Kiểu cảm thấy trời ơi thật là bất công, tôi gửi hồ sơ rất là sớm mà tại sao không cho tôi nhà ở Cruise. Và Nga đã rất là may mắn, tại vì trường Catch có hỗ trợ sinh viên xin nhà trong Cruise mọi người ạ. Nga đã gửi email thật là nhanh đến phòng hỗ trợ sinh viên của trường. Và cuối cùng Nga đã nắm trong tay được một căn phòng trong Cruise với giá rất là rẻ, là khoảng 320 mấy euro, quên mất tiêu rồi. Đó, đó là một trong những cái khó khăn đầu tiên trong việc làm giấy tờ này nọ. Nói chung là những cái khó khăn mà Nga trải qua thì chủ yếu là về mặt hành chính giấy tờ, chứ còn về việc học tập thì Nga học bằng tiếng Anh cho nên không có cái sự khổ sở rõ ràng nào cả. Về cuộc sống hàng ngày thì đi siêu thị hay là đi ra ngoài gặp bạn bè, đi mua sắm này nọ, các bạn vẫn có thể sử dụng điện thoại để Google dịch bất cứ lúc nào mà, đúng không? Sau một khoảng thời gian là 1.5 năm sống tại Pháp với kiến thức tiếng Pháp vô cùng hạn chế thì Nga đã có một số tips dành cho các bạn nếu như có ý định du học Pháp bằng tiếng Anh. Các bạn có thể tham khảo để cuộc sống của các bạn tại Pháp phần nào đó dễ dàng hơn. Tip đầu tiên đó là cái thứ mà Nga đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần từ đầu video đến bây giờ, đó chính là hãy sử dụng Google Translate. Hello các bạn, các bạn hãy tải cái app Google Translate về. Ngày xưa thì Google Translate chỉ đơn giản là dịch từ một tiếng này qua một tiếng khác thôi, nhưng mà bây giờ trong cái app của nó có tích hợp rất là nhiều thứ. Các bạn có thể đưa camera của điện thoại soi vào cái chỗ mà các bạn muốn dịch đó thì nó dịch ngay trên cái camera đó luôn, ngay trên cái màn hình điện thoại của các bạn luôn, mà không cần phải chụp xong rồi quét như ngày xưa. Và nếu như mà đi ra ngoài mà các bạn không có mạng hoặc là mạng yếu á, thì các bạn có thể tải một số ngôn ngữ mà các bạn rất là thường xuyên dịch vào cái app của mình để có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Tiếp thứ hai, khi mà đọc và nghe tiếng Pháp á, thì các bạn để ý đi, có rất là nhiều từ trong tiếng Pháp viết và phát âm tương tự như là tiếng Anh luôn. Các bạn có thể tận dụng kiểu mình đã biết sẵn những cái từ đó trong tiếng Anh rồi á. Khi mà phát hiện ra là nói rất là giống với tiếng Pháp á, thì hãy cố gắng nhớ tất cả những từ mà tương tự, gọi là similar word ở trong tiếng Pháp và tiếng Anh, thì các bạn có thể kiểu thêm được vốn từ tiếng Pháp của mình ý. Và để nhớ được cách phát âm những cái từ đó thì rất là dễ thôi. Các bạn hãy đọc những cái từ đó bằng tiếng Anh nhưng với cái cách đọc của người Việt Nam. Nghe ví dụ một từ nha, ví dụ như từ international thì tiếng Pháp là international. Kiểu vậy á. Tips thứ ba đó là hãy đi ra ngoài đường thật là nhiều. Hình như tip này không có hợp lý trong hoàn cảnh hiện tại với corona có mọi nơi. Nhưng mà thực sự các bạn nên cố gắng đi ra ngoài nhiều, tiếp xúc với nhiều người Pháp, xem sách báo, đi shopping, window shopping này nào cũng được. Thì các bạn tự nhiên sẽ hình thành được những cái từ ở trong đầu á, kiểu tại vì mình đã gặp nhiều, mình đã quá quen thuộc với nó thì mình sẽ biết được nhiều.
Đó, ngoài ra thì các bạn hãy cố gắng giao tiếp với nhân viên bán hàng, với những người đi đường, để mình hấp thụ được cái action của họ, cái cách mà họ nói chuyện. Thì đến một ngày nào đó các bạn sẽ có khả năng hiểu được người Pháp nói gì và thậm chí là nói được nữa kìa. Tip thứ tư đó chính là hãy cố gắng làm quen thật là nhiều French speaking friends, những người bạn và những người xung quanh mình mà người ta biết tiếng Pháp ấy. Có thể là các bạn học cùng lớp, bạn cùng nhà của mình, tại vì hầu hết các bạn sinh viên Việt Nam mà sang đây thì đều là biết tiếng Pháp cả, cho nên là các bạn có thể nhờ các bạn kiểu flatmate, roommate của mình chỉ cho mình thêm một số tips học tiếng Pháp chẳng hạn. Ngoài ra những người bạn này còn có thể giúp bạn trong cái việc mà chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ. Còn gì sướng hơn việc có một translator miễn phí đúng không? Và lời khuyên cuối cùng của Nga đó chính là hãy học tiếng Pháp đi các bạn ạ. Bởi vì mình đã chọn đất nước này để đi du học và rất có thể sau này mình lại thích nó quá tới mức độ mình muốn ở lại đây, mình muốn xin việc ở đây, thì tại sao lại không nhỉ? Tại sao lại không học tiếng Pháp nhỉ? Và các bạn biết đó, tiếng Pháp cũng được mệnh danh là thứ tiếng lãng mạn nhất thế giới. Chỉ cần nghe người ta nói một vài câu tiếng Pháp thôi cũng cảm thấy cái sự sexy nó toát ra rồi. Cho nên nếu như mà mình biết thêm thứ tiếng này thì thật là tuyệt vời đúng không? Nói thì nói vậy thôi, mặc dù Nga đã rất là cố gắng kiểu tự học rồi kiếm khóa học online, đọc sách này nọ, nghe nhạc, xem phim, nhưng mà thực sự thì nó khá là khó mà. Trong khoảng thời gian sắp tới thì Nga nghĩ là Nga sẽ cố gắng học kiểu nghiêm túc thực sự xem sao. Khi mà nói liên thuyên về cái chủ đề này thì Nga nghĩ là hay là mình cũng hỏi một số bạn du học ở những cái nước lân cận xem sao. Hôm trước sang Mỹ thì Nga cũng đã hỏi Phương một số câu hỏi liên quan tới chủ đề này rồi. Tuy nhiên lúc đó hai đứa đang ở trên tàu cho nên là tiếng nó hơi ồn, mong mọi người thông cảm nha. Hôm qua thì lại gặp Phương một lần nữa. Hôm qua thì Nga mới đi lên trên Mỹ để có một cuộc phỏng vấn sắp tới. Đây Nga đang ở nhờ nhà Phương. Nhân tiện gặp Phương thì Nga sẽ hỏi Phương một câu, giống như là Nga vẫn đang trả lời mọi người đó. Hiện tại, tại vì Phương học ở Mỹ mà ở một cái khu vực nói tiếng Hà Lan, nhưng mà Phương lại không biết tiếng Hà Lan và cũng chả biết tiếng Pháp, mặc dù ở Mỹ cũng có nói tiếng Pháp đó. Phương chỉ có nói tiếng Anh và học chương trình tiếng Anh. Thì Phương có cảm thấy sống khó khăn ở đây không? Không hề, bởi vì là London là một thành phố sinh viên, thế nên là tất cả mọi người đều biết nói tiếng Anh. Nên là kể cả khi mà bạn đi ra ngân hàng, đi siêu thị, chung là mọi dịch vụ, kể cả về bảo hiểm các kiểu, mình thấy đều mọi người đều sử dụng tiếng Anh rất là thành thạo, nên không cần đi gì lo hết cả. Cái này là Phương may mắn hơn nghe, tại vì công nhận là ở Mỹ á, nhất là những cái thành phố sinh viên lớn á, thì người ta nói tiếng Anh rất là nhiều. Nhưng mà ngoài những cái chỗ đó ra, những cái chỗ có dịch vụ bằng tiếng Anh ra, thì những cái nơi mà toàn là tiếng Hà Lan hoặc tiếng Pháp không á, thì em gặp khó khăn gì không? Mà có những cái nơi nào như vậy không? Có, ví dụ như là, tức là có một lần mà mình bị thất lạc đồ mà trường có bưu điện ấy, thì họ bảo rằng là ok sẽ liên hệ đến cái số điện thoại này để được hướng dẫn thêm. Nhưng vấn đề là cái lời hướng dẫn của nó, cái đoạn record ở đấy nó toàn bằng tiếng Hà Lan, mình nghe không hiểu gì hết. Là mình đã phải nhờ bạn homemade của mình để kiểu bạn ấy nghe và dịch lại, mà kiểu bạn ấy làm hết tất cả mọi thao tác cho luôn. Thế nên là nói chung là cũng có một chút sự cố nhưng mà nó không đáng kể. Nói chung là cuộc sống vẫn rất là dễ dàng đúng không? Đúng. Các con đi siêu thị thì sao? Thường là siêu thị ở Mỹ là không hề có tiếng Anh nha, cả chỉ có tiếng Hà Lan và tiếng Pháp. Thấy Google Translate để làm gì? Đó mọi người thấy không? Nói chung là một khi mà mình đã qua bên đây sống á, thì mình sẽ cố tìm những cái cách, tìm những con người xung quanh, tìm những cái app có thể để có thể sử dụng, để có dịch được, rồi mình có thể hiểu được tất cả mọi thứ, chứ cũng không khó khăn gì. Tại bây giờ công nghệ đã phát triển rồi á. Thôi, có người yêu người Hà Lan đi. Thực ra là tụi mình cười vậy thôi, chứ đây là một cái tips rất là thiết thực. Nga không biết là ở Mỹ và ở Hà Lan như thế nào, nhưng mà có rất là nhiều bạn bè của Nga ở Pháp á, đã có người yêu người Pháp và họ chuyển đến ở cùng nhau hoặc là ở cùng gia đình của cái bạn người yêu đó luôn. Cho nên là khi mà học tiếng á, tiếng rất là lên level rất là nhanh luôn á. Mà lại còn có người yêu, rồi có gia đình mới nữa, thích ghê. Đó là một số tips dựa trên suy nghĩ và kinh nghiệm của Nga. Nếu như các bạn có gợi ý gì khác thì hãy comment cho Nga biết với nha. Tại vì bây giờ Nga cũng đang cố gắng hoàn thiện bản thân mình thật nhiều, vì Nga đã sắp tốt nghiệp rồi và một cuộc sống mới sẽ sớm bắt đầu thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này, và hãy gợi ý cho Nga thêm một số chủ đề khác ở dưới phần comment nha. Bye bye.